Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn làm một hình nền video YouTube bằng Photoshop. Đầu tiên các bạn mở Photoshop lên, các bạn chọn File, các bạn chọn New. Độ phân giải các bạn chọn 300. Sau đó các bạn nhấn OK ha. Là bạn có được một cái hình nền màu trắng như thế này. Sau đó tôi kéo hình ca sĩ vào. Để thu nhỏ cái hình ca sĩ, các bạn click phải lên, các bạn chọn Scale. Các bạn di chuyển con trỏ, bạn giữ chuột và bạn kéo hình ca sĩ thu nhỏ lại ha. Sau đó bạn di chuyển hình ca sĩ đến vị trí mà mình mong muốn. Các bạn nhấn Enter. Tiếp theo đó bạn click phải lên cái layer vừa mới tạo. Các bạn chọn Vector V Layer. Tiếp theo các bạn nhấn Ctrl, click vào layer lúc nãy thì chương trình sẽ tô cái vùng của cô gái, cái hình của cô gái. Để chọn vùng ngược lại, các bạn nhấn Ctrl, Shift Y ngắn thì chương trình sẽ chọn vùng ngược lại. Chương trình sẽ copy cái hình nền của cô gái bằng cái vùng mới đèn lên màu trắng này. Các bạn chọn Edit, các bạn chọn Fill, đó các bạn nhấn OK. Thì các bạn sẽ thấy được là cái màu giờ nó hơi tệp rồi đó. Để bỏ vùng chọn, các bạn nhấn Ctrl D. Trên màn hình này mình thấy có những một số vùng đó, nó không có được đẹp mắt lắm. Đây, ví dụ như những cái vùng đốm đốm này. Để bỏ những cái vùng này, các bạn nhấn vào phím G. Sau đó bạn khoanh tròn những cái vùng mà không được đẹp này. Tiếp theo đó các bạn chọn Edit, các bạn chọn Fill hay là các bạn Shift F5 đều được ha. Nhấn Fill và nhấn OK. Đây, thì bạn thấy cái ngay chỗ mình vừa làm xong nó sẽ đẹp lại. Để bỏ vùng chọn, các bạn nhấn Ctrl D. Tương tự cái vùng còn lại, tôi sẽ khoanh vùng cái vùng này lại đi. Sau đó tôi cứ nhấn Edit Fill, nhấn OK. Thì chương trình sẽ điền cái vùng này cho nó đẹp lại. Bỏ vùng chọn, các bạn nhấn Ctrl D. Bạn có thấy cái một cái background nó hoàn hảo hơn xíu rồi đó. Sau đây tôi sẽ viết chữ lên cái background này và nhấn vào chữ T này. Bạn ghi tên ca sĩ vào. Để di chỉ, cho phông chữ này to lên, các bạn quét cái phông chữ này, bạn chọn phông là 30 ha. Để di chuyển cái hình cái chữ này cho nó phù hợp thì các bạn click vào đây, bạn di chuyển cái chữ. Tiếp theo đó là để ghi tên bài hát vào, các bạn cũng nhấn vào chữ T ha. Tên bài hát thì mình cho cái phông chữ nó nhỏ lại. Sau đó các bạn điền bài hát thứ nhất. Số 3. Bài hát số 4. Bài hát số 5. Số 6.
liền xong chính là hát như thế này. Bạn click vào layer này, sau đó bạn muốn di chuyển đến vị trí nào đó bạn click vào đây, bạn di chuyển cho cái tên bài hát nó đến vị trí phù hợp của bạn ha. Để thêm hình nền nó thêm sinh động thì bạn có thể thêm một số cành cây vào ha. Sau đó tôi chọn một cái cành cây cho nó có màu sắc xíu. Để thu nhỏ cái cành cây này lại, bạn nhấn click phải lên và nhấn scale. Bạn kéo con trỏ thu nhỏ lại. Bạn di chuyển đến vị trí mà bạn mong muốn ha. Đây, thu nhỏ lại. Mình thấy vị trí này vẫn chưa đẹp, mình thu nhỏ lại. Ok. Các bạn thấy ok và nhấn enter. Tiếp theo là bạn nhấn vào file, các bạn chọn save ha, bạn chọn save on your computer. Mình để mình save với dạng Photoshop thì bạn chọn là BSD, còn tôi save với cái dạng mà JPEG thì bạn chọn là JPEG này. Bạn chọn là hình nền ha, các bạn chọn save, bạn nhấn ok. Để xem lại cái hình mình vừa mới save xong, các bạn vào đây, các bạn click phải lên hình nền ha. Đây, bạn sẽ thấy cái hình nền của mình vừa mới tạo đây. Tôi đã hướng dẫn xong các phần tạo một hình nền video YouTube bằng Photoshop. Xin cảm ơn các bạn.